Kinh Mười Pháp Đến Bờ Kia thứ 34 do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú và Nhã Quỳnh. Đường tu bố thí đứng đầu, vị tha là tánh, vô cầu là tâm. Không gì thương ghét sơ thân, bàn tay ban bố nào phân biệt gì. Hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống, xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì, nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn, nuôi ý lực dưỡng tâm lành, các dây trói buộc phá thành tham sân. Xuất gia vốn hạnh ly trần, quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi, lợi danh quyến thuộc xa trời, độc cư thanh tịnh sống đời xả ly. Đèn tâm trí tuệ sáng ngời, bởi vô lượng kiếp dung bồi huệ căn. Phân minh thiện ác giả chân, điều hay chuộng học, noi gương bạn lành. Chính do nghị lực tinh cần, vượt qua bể ái chứng thân đại hùng, kiên trì giữa cuộc long đông, càng nhiều chướng ngại thêm công tu hành. Đức tu nhẫn nại vẹn toàn, nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh. Trong gai khéo tạo tâm thành, xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy. Thiện hiền chân thật không ngoa, quý gìn lẽ thật như là bảo châu. Chân tâm ấy đạo nhiệm màu, nói làm nhất quán cho dù hiểm nan. Bởi do chí nguyện dẫn đường, biết nơi cứu cánh mà nương lối về. Bờ kia là đạo Bồ Đề, tự lòng đã quyết bến mê phải lìa. Tâm từ hạnh lớn bao la, chúng sanh bốn loại chan hòa tình thương. Lòng như cam lộ suối nguồn, rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì. An nhiên hành xả giữa đời, khen chê được mất khổ vui thường tình. Điều tâm giữ ý quân bình, trong cơn tao loạn biết gìn chánh tri. Từ trong bể khổ cuộc đời, đại hùng lập nguyện cứu người cứu thân. Ba la mật hạnh vẹn toàn, dám quên mạng sống quyết tâm thực hành. Nhờ ân thiện thệ cha lành, muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.